Đại sứ Thụy Điển đặc trách về nhân quyền, dân quyền và pháp quyền Cecilia Rostrom Brun vừa có chuyến thăm Hà Nội trong 2 ngày trong nỗ lực vận động thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội hôm 22 tháng 3, Đại sứ Brun đã đến thăm Viện Quyền Con Người tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại đây, bà thuyết trình trong một tọa đàm với chủ đề Nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển. Chuyến công du của bà diễn ra trong bối cảnh Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đại sứ quán Thụy Điển cho biết bà chia sẻ với giới chức Việt Nam quan điểm của Thụy Điển về các vấn đề nhân quyền và các vấn đề song phương, khu vực và đa phương. Tại buổi tiếp bà Ruin hôm 21 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ mong muốn rằng Thụy Điển sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thực hiện tốt vai trò tại các diễn đàn quốc tế và trong mối quan hệ với Liên minh châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Thụy Điển đang giữ vị trí chủ tịch luân phiên của EU, theo Cổng Thông tin Bộ Tư pháp. Chuyến thăm Việt Nam của bà Ruin diễn ra vài tuần sau khi các nghị viên của Liên minh châu Âu tổ chức hội thảo xem xét mức độ vi phạm nhân quyền và quyền lợi của người lao động Việt Nam sau hơn 2 năm chính quyền nước này thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam.